Lạy mẹ Maria, xin mẹ hãy ở bên những bệnh nhân trên khắp thế giới, bên những người đã bâng tịnh lúc này và sẽ chết, bên những người đang bước vào cơn hấp hối, bên những người đã mất hết hy vọng đường khỏi bệnh, bên những người đang rên xiết quằn quại trong đau đớn thể xác và tâm hồn, bên những người không có khả năng chạy chữa vì thiếu hụt tiền của. Xin mẹ hãy ở bên những người rất muốn bước đi mà phải nằm bất động, những người đang được nằm nghỉ mà phải làm việc vì đói khát cơ cực và tung bần. Xin thương đến những người đang lăn lộn trên giường vì không tìm được một tư thế nằm dễ chịu, những người phải thao thức trăng đêm trường, những người bị dằn vặt bởi bao lo âu của gia đình tung quẩn, những người mà bên tâm bắt buộc phải từ biệt những ước vọng, những dự tính hằng tha thiết được thực hiện. Xin mẹ hãy gần bên những người không tin vào cuộc sống vĩnh cửu, những người mà chỉ biết than thân trách phận, những người bừng tức mà chửi rủa Thiên Chúa, những người không được diêm phúc nhận biết Đức Giêsu Kitô, Đấng đã bị bỏ rơi trên thánh giá và đã lãnh nhận vô vàn đau khổ, Đấng đã chết như họ và cho họ. Lạy mẹ Maria, nữ vương các bệnh nhân và các người đau khổ, xin cầu cho chúng con. Amen.